Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Beat. Tôi là Việt Anh, đến từ nhóm 1977 Vlog. Xin chào các bạn, mình là Trung Anh. Như các bạn thấy, đây là nơi chúng mình suy nghĩ kịch bản, rất nên thơ và yên bình. Đến thời điểm hiện tại thì 1977 Vlog đã phát hành được bao nhiêu video trên nền tảng YouTube rồi ạ? Chắc là khoảng tầm 15. Đâu, phải chính xác trên nền tảng YouTube. Ở trên kênh Vlog chính thì là 9 tập, và còn các video khác thì có nghĩa là các video đời thường và một số video về quảng cáo nữa thì cũng khoảng 7-8 tập gì đấy, đúng không? Tầm đấy. Thế đâu là tác phẩm mà các bạn tâm đắc nhất ạ? Tác phẩm tâm đắc nhất chắc là tác phẩm đầu tiên rồi. Không, cũng tùy đấy, có thể là với Trung thì là tác phẩm đầu tiên, là tác phẩm Cậu Vàng là tâm đắc nhất. Còn với mình thì mình thích nhất là tập Vợ Chồng Á Phủ. Okay. Các bạn gần như xuất phát điểm là con số 0 trong lĩnh vực sản xuất và sáng tạo nội dung, đúng không ạ? Thì phải tự học diễn xuất và tự quay phim và tự chỉnh sửa video, thì những cái công việc này có khó khăn với các bạn? Thực sự thì ban đầu bọn mình cũng gặp khó rất là nhiều, bởi vì nhất là về các trang thiết bị máy móc ấy thì bọn mình cũng không có được nhiều đâu. Bọn mình chỉ, như các bạn có thể là mọi người cũng đã biết về cái câu chuyện của bọn mình ấy, thì bọn mình đơn thuần chỉ là làm, khi mà bọn mình quay thì bọn mình chỉ sử dụng một cái máy tính bảng thôi, và máy móc cũng là rất là cơ bản, là một chiếc máy tính nữa thôi để bọn mình về dựng và ghép. Thì bọn mình phải lên trên mạng học rất là nhiều, lên trên mạng học là cách cắt ghép này, rồi cách làm những cái, như các bạn thấy là những cái nhiễu, rồi cái tiếng xì xèo, rồi cái cách lồng tiếng như thế nào, thì bọn mình phải tập luyện rất là nhiều. Mình thấy chỉnh sửa video và cả về âm thanh nữa thì rất là tinh tế và đều có ý tứ ở trong đó. Thì các bạn có nền tảng gì về hình ảnh và âm thanh trước khi bắt tay vào làm? Thật ra thì chắc là đúng là thật ra là không có luôn, nhưng mà bọn mình kiểu cũng rất là đam mê phim ảnh, thế nên bọn mình cũng xem rất là nhiều bộ phim Mỹ này, xem cả phim Việt Nam này, xem phim cổ điển ngày xưa này, để trau dồi những cái vốn hình ảnh, những cái vốn phong cách đặt máy quay hay là ánh sáng. Thế các bạn đã nghiên cứu khoảng bao nhiêu bộ phim đen trắng để sản xuất ra những bộ phim? Bọn mình thì chắc là bọn mình cũng nghiên cứu nhiều đấy, nhưng có lẽ khoảng 10 bộ phim. Nhưng mà những cái bộ phim bọn mình nghiên cứu kỹ nhất đấy chính là Làm Vũ Đại Ngày Ấy, Vợ Chồng Á Phủ. Đó có thể nói là những cái bộ phim mà bọn mình thích nhất và hay nhất. Có nghĩa là nó có những cái chất mà ở trong đấy bọn mình rất là thích, và đến bây giờ bọn mình vẫn tận dụng được để sản xuất ra những cái sản phẩm hiện tại. Cái tiêu chí nào để các bạn chọn tác phẩm văn học để đưa vào trong các vlog? Chắc là tiêu chí để mà chọn từ những tác phẩm văn học đưa vào vlog thì chắc là nó phải có nội dung khá là nổi trội này, các tình huống nó sát với cả những cái vấn đề trong xã hội hiện nay mà bọn mình muốn truyền tải, để đưa cho các bạn trẻ xem một cách gần gũi nhất, với cả nó mang tính khá là thời sự. Mình đang thấy đa phần các tác phẩm văn học mà được các bạn đưa vào blog là hầu như là có trong sách giáo khoa phổ thông ấy. Thì các bạn có bao giờ sợ là mang tiếng bóp méo tác phẩm văn học? Thực sự là bọn mình, những cái vấn đề đấy là bọn mình cũng suy nghĩ đến rất là nhiều. Và ở những cái ngày đầu tiên ấy, bọn mình khi mà bọn mình sản xuất ra những cái tập đầu tiên thì cũng có một số người nói rằng là bọn mình đang cố gắng tìm cách để làm những cái việc xấu xí với cả cái nền văn học. Nhưng mà thực sự là bọn mình muốn rằng là thông qua những cái câu chuyện văn học, thông qua những cái tác phẩm mà các bạn học sinh thường được học trên ghế nhà trường ấy, bọn mình muốn làm cho những nhân vật ở trong các tác phẩm được sống lại, và mình muốn tận dụng cái sự gần gũi đấy với các bạn học sinh ấy, thì để truyền tải cho các bạn ý cái câu chuyện về những cái thói hư tật xấu của cái thời điểm, của cái thời đại bây giờ, thông qua những cái nhân vật văn học, để cho bọn mình nghĩ là cái
nhiệm vụ của văn học ấy, đấy chính là phản ánh đời sống. Thì bọn mình muốn làm sao cho văn học từ ngày xưa đến bây giờ vẫn giữ nguyên được cái giá trị, cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của nó. Thế là trong các tác phẩm các bạn rất hay có nhiều câu quất chất trời về thơ liên quan đến các môn tự nhiên đấy. Thì mình không biết ngày xưa Trung Anh, Việt Anh có giỏi giáo lý hóa không? Thật sự thì ngày xưa bọn mình chỉ giỏi mỗi giáo dục công dân, thể dục với cả âm nhạc mỹ thuật thôi. Siêu nhân đá cầu. Còn các môn học kiểu như văn toán lý hóa thì bọn mình học cũng chỉ ở mức bình thường. Nói chung là bọn mình học khối A kém lắm, bọn mình học khối D tốt hơn. Bọn mình đặc biệt là rất là thích môn văn. Nên là có thể là bọn mình kiểu là một cái nhóm, thuộc cái nhóm học sinh hay nghịch ngợm ấy, hay bày trò trong lớp. Thế là kiểu đầu óc nó cũng kiểu hay có những cái suy nghĩ gọi là hơi nghịch một chút. Thế ngoài văn học ra thì các bạn có định sử chất liệu khác? Có chứ, nghĩa là bọn mình cũng dự định là sẽ làm những tập phim mang hơi hưởng thời đại với cả mang cái phong cách riêng của bọn mình, những nội dung riêng của bọn mình không liên quan đến văn học, nghĩa là để cho khán giả có thêm nhiều cái món ăn tinh thần, những tác phẩm hài hước mà nó cũng đa dạng và phong phú hơn. Với cả một phần nữa là để một lần nữa khẳng định được là bọn mình, chính bọn mình phải tự khẳng định được bản thân. Là bọn mình có khả năng sẽ làm được những thứ mới mẻ hơn nữa. Khi cạn kiệt ý tưởng thì các bạn sẽ làm gì? Mình chơi game này. Ủa, hỏi câu này khó thế, kiểu hỏi ý kiến vợ. Bị cạn kiệt ý tưởng rồi không trả lời được nữa luôn. Đúng rồi, mình không nghĩ được ý tưởng để trả lời câu hỏi này. Thế các bạn có định chuyển sang phim màu không ạ, hay là chỉ phim cảnh với cả dòng phim? Thực sự thì bọn mình cũng đang có những cái nung nấu ở trong đầu bọn mình là sẽ có những cái món ăn mới cho khán giả, sẽ có những cái món ăn đa dạng hơn, có thể là những cái bộ phim màu ở những năm 2000, 2003, 2004 ấy, ví dụ như Sóng ở Đáy Sông này hay Tết Này Ai Đến Sông Nhà ấy, cũng là một trong những cái chất liệu mà khán giả rất là thích, và cũng là những cái chất liệu của bọn mình rất là thích bởi vì nó vẫn là mang được cái sự nhẹ nhàng của cái cách làm phim ngày xưa. Bây giờ các bạn đã trở thành người nổi tiếng rồi thì các bạn đã có quản lý riêng không? Hiện tại thì bọn mình vẫn hoạt động độc lập. Hai anh em mình quản lý chung, còn chung quản lý mình. Còn vợ mình thì quản lý mình nữa. Chung mình có bị, hai quản lý. Mình bị nhiều cái gọi là nhiều sức ép trong cuộc sống lắm. Các bạn có định mở công ty riêng như là xu hướng chung của các nghệ sĩ nổi tiếng không? Thì bọn mình cũng không biết nữa, tùy duyên thôi. Cũng như là tùy vào khả năng của bọn mình. Nếu như có thể thì biết đâu được đấy. Đó là cuộc phiêu lưu của đa số các bạn trẻ hiện nay mà. Chúng ta sẽ cố gắng thử làm những điều thật là nói thế nào nhỉ? Nó vượt ngoài khả năng của mình, cũng như là nó cũng nằm ở trong mơ ước của mình. Nói chung là phải cố gắng thôi, biết đâu được đấy. Kiểu nhìn về ánh mặt trời ấy, đi theo bóng mặt trời. Đúng chỗ này luôn, chuẩn vãi. Tại sao các bạn không mời những khách mời là những KOL nổi tiếng như xu hướng của nhiều YouTuber hiện nay mà chỉ toàn sử dụng kênh Nhà Lá Vườn? Thì biết đâu được. Bọn mình cũng muốn tạo cho những bạn bè, những người thân của mình có được những giây phút giải trí, nghĩa là cùng nhau đi quay này, nó sẽ rất dễ làm việc với cả thân thiết với nhau hơn. Còn về việc kết hợp với cả các KOL khác thì biết đâu đấy, mình cũng đi rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều những người bạn, các bạn ấy cũng là các KOL nổi tiếng, biết đâu được một ngày nào đó mình cùng các bạn ấy sẽ hợp tác cùng nhau. Và bọn mình cũng muốn kiểu thể hiện là những con người bình thường như bọn mình thôi, thì biết đâu đấy trong họ có những cái khả năng, có những cái tố chất mà cũng có thể họ làm được, diễn được, họ cũng có thể làm được như bọn mình thì sao. Đấy là cái cũng là một cái phần lời nhắn nhủ của bọn mình muốn nhắn nhủ đến khi mà bọn mình chỉ sử dụng cái Nhà Lá Vườn, có nghĩa là kiểu một đống những viên ngọc thô đấy, chúng ta hãy mài nó đi để một ngày nào đấy nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại thì các bạn đã bắt đầu nhận quảng cáo từ các nhãn hàng đúng không ạ? Thì làm sao các bạn dung hòa được giữa sự sáng tạo của chính mình và yêu cầu của đối tác? Thực sự thì cái đấy cũng là một cái phần gần như là khó nhất đấy. Bởi vì có nghĩa là ý tưởng của nhãn hàng ấy thì thường là nhãn hàng muốn rất là nhiều, nhưng mà có thể là ở cái khía cạnh của nhãn hàng ấy họ không thể
nào mà nắm được rằng là cái đến cái đoạn đấy có hài hước hay là đến cái đoạn đấy có thu hút hay không. Thì đấy, thì là khi mà những cái việc đấy xảy ra, mình phải làm việc với nhãn hàng rất là nhiều và phải cố gắng thuyết phục được nhãn hàng rằng là à, đến đoạn này thì chúng ta cần làm như thế này để làm sao cho khán giả vừa biết được cái thông điệp quảng cáo mà lại vừa mang được cái tính giải trí tốt nhất. Vậy các bạn có tiêu chí gì để lựa chọn đối tác quảng cáo không? Ờ thì chắc là tiêu chí nghĩa là nội dung họ muốn quảng cáo nó phù hợp với cả nó thân thiện với cả chính bản thân mình cũng như là với các khán giả. Vậy doanh thu từ cái nguồn này đã giúp các bạn có đủ tiền mua nhà, mua xe? Ờ đủ rồi, mình đủ tiền mua xe máy với cả đủ tiền mua nhà búp bê cho các cháu. Khi mà mọi người hay hỏi là bây giờ mày đã giàu chưa ấy, thì mình thường trả lời với mọi người là nói chung là kiểu mình là loại người mà khi mà bạn gặp ở hàng ăn ý, thì bạn sẽ hỏi thực đơn ở đâu và lấy cho anh cốc nước. Các bạn có đặt ra yêu cầu cho chính mình là sản phẩm sau thì sẽ hay hơn sản phẩm trước không? Ờ thì luôn luôn. Nhưng mà mình chỉ quan tâm đấy là sản phẩm này có làm khán giả cười hay không, có giúp khán giả quan tâm đến vấn đề mà bọn mình đang muốn hướng đến hay không. Bởi vì để mà các sản phẩm này sẽ hay hơn sản phẩm trước thì sẽ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ làm phim Hollywood sao, đúng không? Cũng được, thế cũng được không? Cái đấy là cái mà mình lúc nào mình cũng phải hướng đến rồi, chắc chắn rồi. Con người ai người ta cũng theo cái bậc thang đi lên, đúng không? Bao giờ chả phải hướng đến là làm hay hơn trước. Nhưng mà... để mà làm được đến thành phim Hollywood thì tốt quá, đúng không? Thì có nghĩa là mình cũng rất là mong rằng là cứ mỗi một cái sản phẩm ấy thì nó lại tạo cho bọn mình những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện để bọn mình từ đấy bọn mình bồi đắp dần dần. Và biết đâu sau này bọn mình sẽ phát triển, bọn mình sẽ làm được những cái bộ phim dài hoặc là những cái bộ phim mà nói mơ mộng là đem đi chiếu ở đâu, chiếu ở đây thì làm sao, đúng không? Thì rất là mong như thế, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là khán giả. Khán giả là người định đoạt cái việc là bộ phim nó có hay hay không. À thì mình vừa mới nhảy trèo tường vào đây. Thì đây là cái bối cảnh ở căn nhà chị Dậu mình hay đóng này, với cả rất rất nhiều cảnh khác như kiểu căn nhà của chị em An và Liên. Thì bọn mình đều quay ở đây. Thì đây là một khu nhà người ta không ở rất là lâu rồi. Nó có một phong cách, một lối kiến trúc cũng khá là ngày xưa đấy. Thế nên là lên hình trông rất là đẹp. Thì mời các bạn vào xem. Đây. Đây là cái cảnh mà ngày xưa chị Dậu ở với anh Dậu này. Anh Dậu ngồi ở đây này bị ăn sát của người nhà cụ Lý. Đấy. Có nghĩa là bình thường thì những cái cảnh ngoài bọn mình sẽ cố gắng quay, có nghĩa là thể hiện là đang ở một miền quê ở đấy, nhưng mà thực ra cảnh nó chỉ có ở đây thôi. Đó. Còn các cảnh ở trong phòng mà các bạn có thể thấy thì là nó ở trong kia, thì bọn mình sẽ phải trang trí ở bên trong, kê bàn hay là dán cái gì đó thì thôi, nói chung là nói nhiều làm gì, mời các bạn vào xem. Dạ. Đấy, đây là mọi người có thể thấy đây là cái bàn học mà ở trong phim gì nhỉ? Hai đứa trẻ, trong cái đoạn trong tập hai đứa trẻ thì bọn mình có ngồi ở đây. Hầu như tập nào chẳng có cái bàn này. Bàn với cái ghế này thì sau đấy thì bọn mình sẽ phải, ví dụ là nếu mà là ở phòng của ai đấy thì bọn mình sẽ phải dán hoặc là bọn mình treo những cái gì nhỉ, cái giá, cái rổ lên để thể hiện là đây là một cái căn phòng cũ kỹ hay một cái gian bếp gì đấy. Đó là cái cách làm của bọn mình. Phòng nó cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà bọn mình phải biến tấu rất là nhiều cảnh. Quay đi. Nhóm 2 nổi tiếng ấy, như là BBBG này, hoặc là Trắng, Gian TV là không giữ được độ nóng tên tuổi ấy, thậm chí là tan rã luôn. Thì các bạn có bao giờ bị đến cái giai đoạn mà mình sẽ thoái trào như thế không? Thì bọn mình cũng nghĩ đến rất là nhiều. Bởi vì rất là khó để một nhóm 2 giữ được phong độ của mình. Bởi vì khán giả càng ngày càng khó tính ấy. Họ càng ngày càng muốn những sản phẩm hài mới mẻ hơn, vui vẻ hơn. Và khi mà những cái lối gây cười, lối kể chuyện của bọn mình đã được khán giả quen quá rồi thì họ cũng dần dần cảm nhận là những cái này bình thường với mình rồi, mình không còn buồn cười nữa. Thì mình yêu cầu nhóm này phải mới mẻ hơn, phải thay đổi bản thân hơn.
thì đấy chính là cái mà bọn mình luôn luôn đau đáu và suy nghĩ. Nhưng mà nói chung là bọn mình nghĩ là sẽ cố gắng hết mức có thể thôi, bởi vì nó giống như kiểu cái câu chuyện mà mọi người hay nói, có nghĩa là chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng cho cái thời điểm hiện tại nhất sản xuất ra và tạo ra được những cái tiếng cười tốt nhất cho khán giả thời điểm hiện tại. Đó, đó là cái mong muốn của bọn mình thôi. Còn cái câu chuyện dài xa nữa thì hãy để thời gian trả lời. Đúng vậy, biết đâu bọn mình đồng hành với các bạn khán giả ở trên một phương diện khác, về những nội dung khác, cũng có thể không phải là hài hước nữa mà chuyển sang một nhóm làm phim kiểu ý nghĩa chẳng hạn, đúng không? Hoặc là trở thành ca sĩ dẫn chương trình hay gì gì đó. Biết đâu đấy, có nghĩa là cuộc đời sẽ còn rất dài. Và câu trả lời tiếp theo là gì? Tôi biết là cả hai bạn trong anh Việt Anh đều đang có công việc khác đúng không? À thì... khác nhau, đúng không? Thì các bạn có bao giờ nghĩ đến việc bạn sẽ bỏ hẳn công việc đấy để làm một bước full thời gian? Thật ra thì công việc part time đấy của mình nó cũng rất là liên quan đến cái công việc YouTuber full thời gian này. Thế là hai công việc để nó bổ trợ cho nhau. Nhưng thật sự thì bọn mình cũng đã nghỉ hẳn công việc trước rồi để tập trung cho cái kênh 197 Vlog này. Thế để sao? Cố gắng tập trung cho nó phát triển, cho nó càng ngày càng mạnh mẽ và đa dạng hơn. Bởi vì cái công việc này nó thực sự là ngốn rất nhiều thời gian của bọn mình ở trong cái khâu đặc biệt nhất là lên ý tưởng. Thật sự là ngốn quá nhiều thời gian đến nỗi bọn mình có nghĩa là không còn thời gian đâu để nghĩ đến việc khác nữa, thì chỉ có ngồi vào ăn xong lại nghĩ thôi. Mình được biết là các bạn mới gặp thần tượng Đen Vâu là Sơn Tùng ở sân khấu We Choice Award đúng không ạ? Thì các bạn có định hợp tác với cả họ? Nếu mà đến một ngày, thực ra thì cái này mình không thể nói là chúng ta có muốn hợp tác với họ không được, mà là được hợp tác. Xin ơi, anh Sơn Tùng cho em kiểu vào vai đứng nhảy như này với anh. Hoặc là thực ra thì khi mà để mà nói là các ca sĩ hợp tác với bọn mình thì đấy chính là ngày tàn của các ca sĩ đấy rồi. Bọn mình là những chú vịt đực chính hiệu. Đúng rồi, mình làm sao mà hát nổi. Nhưng mà biết đâu đấy một ngày nào đó rất là mong muốn là được xuất hiện trong MV của các ca sĩ nổi tiếng. Ba từ đúng nhất mô tả các sản phẩm của 197 Vlog theo các bạn là mình nghĩ rằng chắc là không làm màu. Chính xác, 197 Vlog không làm màu. Ở thời điểm hiện tại thì đúng là không làm màu thật. Nhưng mà biết đâu được đấy, sau khi mà bọn mình làm những tập phim màu thì chắc là ba từ đấy sẽ phải thay đổi. Nhưng mà đến cuối cùng mình nghĩ vẫn sẽ là không làm màu thôi. Kể cả có màu, vẫn không làm màu. Đúng rồi. Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Ông đạo diễn quên ghi hình nên đã bắt tôi phải nói lại những lời này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng sau. We'll be right back.